Welcome back to my channel Lubu Life Vlog. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ về vấn đề là housekeeping in hotel, dọn phòng khách sạn các bạn. Thì như những cái video trước đây mình đã nói chia sẻ rất là nhiều những cái tip về khách sạn, những cái chủ đề về khách sạn mà mình làm việc khi mà mình làm ở đó, và mình cảm nhận, mình trải nghiệm, và bây giờ là mình chia sẻ đến các bạn ha. Thì nói chung mấy các bạn nào quan tâm thì mình thì các bạn có thể xem rồi như là để biết gì đó các bạn, để biết ha. Thì có lẽ là y như là những khi mà mình ở khách sạn thì mình sẽ không biết được những cái vấn đề nó như thế nào đối với những cái nhân viên ở đó, người ta làm việc như thế nào thì bạn không hề biết được. Y như là thì như là khi mà các bạn đến ở khách sạn thì các bạn chỉ như là mình giao tiếp với lại là lễ tân thôi ha các bạn. Còn những cái bộ phận khác như là những cái bộ phận mà nội bộ thì các bạn không thể mà giao tiếp với họ ha. Như là tại vì khi các bạn vô cái khách sạn, cái người ta ai cũng niềm nở, tức là cười nói chào hỏi với các bạn rất là thân thiện ha. Thì đó, ngoài những cái đó thì bạn có lẽ là các bạn sẽ hiếm thấy hoặc là ít khi nào các bạn thấy được những cái vấn đề ở phía trong của nó như thế nào ha. Thì bây giờ hôm nay mình cái video này mình sẽ chia sẻ là cái công việc của một cái người dọn phòng housekeeping every day, so they need what to, you know, what thing they need to do every day when they work like housekeeping in the hotel. So every morning we will come and change clothes, uniform in hotel. After they have the grid, how many room today I need clear, you know, and check what room and how many room, and so after they have the news like duvet sick, you know, they need change this one, so they did the new one first, you know. And they have the turn light like they put anything in and go with, and but every morning they need a housekeeping department on people there, so meeting every morning with the supervisor, so the supervisor can talk you how many room you need to work today, and anything pencil with that room, like that room not need make bed or because the people custom, right? Custom there, they not easy, they not so only keep take care when work in that room, and take care, you know, take care so much, and don't need to touch anything there, you know, all there,
À, có nghĩa là sáng sớm á, các bạn khi mà cái người dọn phòng người ta đi làm á, thì trước tiên thì cái này mình đang nói ở khách sạn mình làm thôi, nhưng bạn là những khách sạn khác thì nói chung thì nó sẽ cũng là giống giống nhau thôi. Ở nó được hotel maybe like same, you know, but something different. Yeah. And đó thì mình sẽ thay đồng phục, change uniform, uniform. Rồi sau đó thì cột tóc, yeah, make hair, like that hair, yeah, like that, rồi after they can make up a few makeup, but not many. Not many, only few like lip eye, like arrow, yeah, only that. Đó thì người ta chỉ make up rất là đơn giản như là son môi nè, rồi làm chân mày gì đó. Nhưng mà người ta sẽ không có cho sơn cái màu nổi nha các bạn. Cái màu bây giờ rất là tự nhiên, only color. Lip eye only color natural, not many, not like black or red, you know, because when another people looking, so look, because they work, you know, they not go there for relaxing or you know, so. Bởi vì á thì người ta quy định là mình sẽ trang điểm như kiểu như là rất là lợt thôi các bạn, nhưng mà đừng có để cho cái mặt mày nó hơi nhẹ nhẹ nhạt nhẽo quá, dạng là không có trang điểm gì hết á. Thì nói chung là người ta sẽ đánh môi, người ta son cái màu rất là nhẹ thôi, nó không có cho sơn cái màu mà dạng đổi chót hoặc là cái màu mà tím hay màu màu sậm gì đó. Tại vì cái phong cách như vậy thì nó không có phù hợp hết các bạn. Tại vì đó là người ta đi làm chứ không phải là người ta đi nghỉ mát, người ta đi chơi ha, cho nên là đó. Rồi sau đó thì người ta sẽ đến cái bộ phận là giặt ủi, cái bộ phận là laundry. After they come the laundry department and get something new, clean something clean like the sink, the towel, face towel, mat, shower towel, yeah, like that. Because the laundry and finish anything for washing, you know. Và sau đó thì y như là cái nhà giặt đó, người ta sẽ phát cho mỗi cái người dọn phòng đó là những cái dụng cụ mà cần thiết để mà mình để làm phòng á, thì nó bao gồm như là cái duvet, cái như là cái giỏ của cái mền đó các bạn, rồi cái tấm trải giường đó, rồi gì ta, khăn khăn mặt, khăn tay, khăn chân gì đó. Nói chung là trong phòng người ta set up những cái gì, trong phòng người ta có để những cái gì thì nó sẽ như là ý là quy định cái phòng đó nó gồm những cái thứ gì đặt ở đâu, đặt ở đâu thì phải làm đúng như vậy các bạn. Thì rồi cho nên là sáng sớm là phải nhận những cái đồ sạch như vậy, những cái vải, những cái khăn sạch như vậy đó, rồi bắt đầu đem lên cái chỗ cái kho pantry, so take anything so go pantry and after put anything on trolley, giống như là cái xe đẩy các bạn. Tức là khi mình nhận cái những cái vải sạch đó rồi bắt đầu mình đem lên cái kho, tại vì cái bộ phận dọn phòng người ta cũng có được cái kho kho giống như công phòng vậy đó, trong đó nó có cái xe các bạn, cái xe mà đẩy đi á, đẩy đi xong rồi cái xe đó là mình chất đồ lên, chất những cái mình nhận ở ở cái nhà giặt á đó, những cái khăn, những cái gì đó mình chất lên hết trên xe, rồi xà bông, rồi dao cạo râu, rồi bàn chải răng, rồi nói chung là tất cả mọi thứ mà cần thiết để mình dọn cái phòng á thì mình sẽ sắp xếp lên cái xe đó để mình đẩy đi, rồi đẩy đi ha. Thì nói chung rất là nặng chứ không phải nhẹ, mới đầu các bạn đẩy nó không quen, các bạn không có quen,
đẩy rất là nặng, y như là không biết biết cách đẩy á, nó đẩy cứ nó quẹo tùm lum tà la vậy nè đó. Thì cho nên là khi mà cái người mới vô học việc á thì người ta sẽ sắp cho đi chung với một người cũ, tức là sẽ đi hai người các bạn, là cái người cũ đi khoảng hình như là 1 tháng hay là ít hơn gì đó, tùy vào cái khách sạn đó nó y như là nó cần người như là phòng quá nhiều đi, nó cho cái người đó đi ra làm riêng, là một mình làm sớm để mà y kịp tiến độ quá các bạn. Đó thì có thể là tùy lúc, người tùy lúc là nó cho là đi theo người đó đi làm chung người đó là 1 tháng. Thì nói cái tiếng học việc các bạn, học việc thì nói chung là vô thì người ta cũng chỉ sơ sơ, nhưng mà cái đó chủ yếu là mình phải làm các bạn, ý là làm phụ người ta xong rồi đó mình biết thôi, chứ nói chung là nó là học việc và chỉ việc, nói nghe một cái rất là như là rất là lớn lao các bạn, nhưng thực tế thì giờ là thì ví dụ người ta làm, bây giờ mình nói thì vô trong đó thì chắc khoảng là 1 tuần hoặc là 5 ngày là các bạn có thể biết được cách làm rồi đó. Y mình đi theo người ta làm rồi người ta nói mình cái đó là làm như thế nào đó, mình cứ làm theo cái quy trình như vậy á là ok đó. Đúng ha. Rồi mình chất lên như vậy xong rồi mình chất lên, sau đó mình sẽ xuống cái bộ phận, cái phòng mà bộ phận của mình đó, rồi bắt đầu họp hết các bạn. Tại vì ví dụ là kết thúc một cái ngày đúng không, từ là ví dụ hôm nay mình làm xong rồi những cái như là tổ trưởng á, cái quản tổ trưởng để gọi là supervisor các bạn, tổ trưởng đó người ta sẽ chia cái list việc làm, how many room need do today with one people, so they make document, make the list and take and for give for everyone there, tức là cái tổ trưởng đó thì người ta sẽ là tổ trưởng, sẽ có nhiều tổ trưởng các bạn, như là dạng nó như là quản lý cái tổ tổ trưởng gì thôi, nó quản lý nhân viên thôi, còn trên cấp tổ trưởng nữa thì là sẽ có một cái như là boss, một cái người quản lý nữa, người quản lý chung luôn. Thì cái tổ trưởng đó ví dụ sau 1 ngày, tức là khoảng 3 4 giờ chiều gì đó, bắt đầu người ta sẽ chia cái lịch cho ngày tiếp theo các bạn. Thì cái lịch đó nó sẽ căn cứ vô ngày mai là ai đi làm, ai đi làm, rồi nó sẽ chia chia cái lịch đó, rồi căn cứ vô là ngày mai là có bao nhiêu phòng thì nó sẽ chia đều ra ha, là bằng một người bao nhiêu phòng đó đó. Thì sau khi nó chia xong rồi, nó sẽ đưa cho cái bộ phận nhà giặt một bản, và nó sẽ giữ một bản, tức là nhà giặt nó sẽ căn cứ đó để nó sắp sắp cái hàng hàng mà hàng sạch đó các bạn, sắp 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 lên đó đó, trên cái xe lồng xe mà đẩy đi đó. Rồi cái người rồi dọn phòng, người ta sẽ xem cái lịch, hôm nay có mấy vào ngoài phòng đó, rồi cần những cái loại vải nào, cái những cái loại giường nào thì đó, thì người ta sẽ lấy người ta chất lên xe. Rồi còn một bản nữa khi họp với các bạn, thì một bản đó nữa thì nó cái tổ trưởng nó sẽ đưa cho cái người dọn phòng đó, rồi rồi xong rồi bắt đầu họp chung hết. Trong quá trình họp á thì người ta nó sẽ y như là mỗi ngày nó sẽ y như là dạng là trả bài các bạn, y như là nó gọi là training á, y như là đào tạo á, cái kiểu như đào tạo, nhưng mà cứ mỗi ngày như là nhắc nhở lại, ví dụ cái quy trình mình gõ cửa phòng khách như thế nào, rồi cái quy trình mình làm toilet như thế nào, quy trình trải giường như thế nào á đó. Ví dụ làm mỗi ngày nó sẽ cho một cái y là sẽ một câu clip, cái này bữa nay là thứ hai, đọc lên hôm nay là trả bài là cách gõ cửa vô phòng khách như thế nào, rồi bắt đầu là sẽ kêu từng người nói, rồi sau đó là bổ sung ai thiếu gì bổ sung đó. Thì nó làm như vậy để cho mọi người như là mỗi ngày càng nhớ, khi mình làm những khâu nào quên á thì khi mà mọi người khác nói lại thì mình có thể là đi bổ sung lại cái quy trình của mình làm việc á cho nó đúng á đó. Rồi sau cái phần trả bài thì người ta sẽ như là ghi chú, nói những ghi chú như là cái phòng đó là khách rất là khó khăn gì đó, rất là khó chịu khi làm, nên chú ý vấn đề này vấn đề kia. Rồi đó, ví dụ vậy. Rồi ví dụ cái phần đó người ta yêu cầu là 12 giờ trưa làm hay gì đó, hay 1 giờ trưa làm gì đó,
thì đúng cái giờ đó mình mới là lên làm đó, ví dụ vậy. Thì ý là ghi chú những cái điều mà khách yêu cầu với lễ tân là tôi yêu cầu vậy đó. Và các bạn ý là rồi lễ tân sẽ thông báo với lại cái bộ phận dọn phòng là khách yêu cầu như vậy, và khi làm như khi là khi vô dọn phòng thì nhớ làm như vậy nha, chứ để làm trật rồi cuối cùng là ý là nó làm cho khách nó khó chịu á các bạn, khó chịu rồi nó sẽ không có đánh giá tốt cái khách sạn á, cái kiểu như vậy đó ha. Rồi thì xong rồi nhận xong cái lịch cái list mà hôm nay, ví dụ hôm nay là làm bao nhiêu phòng á, rồi bắt đầu đi thì có thể là mọi người ta đến sớm người ta sẽ xách xe trên lay cái xách xe đẩy đi để đi dọn phòng á, còn nếu mà người đi trễ thì người ta sẽ họp xong rồi người ta lên xách xe xong để đó, thì đó bắt đầu là cầm cái list phòng hôm nay dọn bao nhiêu á, rồi ha cầm đi rồi cái đi đi từng phòng đó gõ cửa để hỏi đồ giặt, tại vì trong đó nó sẽ có dịch vụ là giặt đồ á các bạn, giặt đồ thì sẽ tính tiền rất là mắc nha, đó rất là mắc ha. Anh các bạn lưu ý là khi mình đi ấy thì mình có thể là chọn một cái phương án nào đó, ví dụ là thì nói chung là giặt ở khách sạn thì nó sẽ như là nhanh chóng với thuận tiện luôn, còn không thì mấy bạn sẽ giặt ở bên ngoài, đi bên ngoài giặt đó, hoặc là các bạn hãy đem theo đồ nhiều các bạn thay đổi, hoặc là các bạn hãy giặt tự giặt ở trong khách sạn, nhưng mà các bạn sẽ không có chỗ phơi các bạn, tại vì sao biết không, thứ nhất các bạn phơi ngoài ban công nó sẽ làm mất cái mỹ quan, thứ hai tại vì trong đó nó sẽ có dịch vụ giặt đồ, nếu mà các bạn không giặt thì nó sẽ quy định là không được cho treo đồ ở bên ngoài như vậy, mà nếu mà bạn không treo ở đồ bên ngoài thì cái đồ bạn nó sẽ như là khô, nó không khô kịp á các bạn, nó sẽ rất là hôi hay là kia đó, cho nên là giờ cái đó nó sẽ hướng các bạn là nên giặt đồ ở chỗ nó, hoặc là các bạn có thể kiếm cái chỗ giặt đồ ở bên ngoài các bạn có thể giặt nó, thì cái đấy là các bạn đi khách sạn các bạn mà ở vài ngày hay gì đó thì các bạn có thể lưu ý những cái điểm đó ha. Rồi xong rồi cái vô gõ cửa từng phòng, xong mà những cái người nào có đồ thì người ta sẽ ký bill, tức là ở trong khách sạn nó sẽ có một cái bịch để đồ dơ trong trỏng, rồi một cái bill y như một biên lai, kiểu như biên lai á, trong đó nó sẽ ghi là cái người khách nó sẽ tự ghi là số phòng nó ở phòng mấy, nó tên gì, rồi cái ngày hôm đó là ngày bao nhiêu, rồi nó sẽ ký tên nó, rồi bắt đầu thì bắt đầu là cái bộ phận dọn phòng người ta đi lấy đồ gom đồ giặt thì nó sẽ để ở ngoài cửa của mỗi phòng, tức là để bên ngoài, sau mời cái bộ phận nhà giặt nó sẽ cử người đi lên gom, tức là anh đi theo dọc vậy đó, anh thấy đồ ai treo bên ngoài thì nó sẽ đi lấy nó bỏ vô cái xe rồi nó đẩy về cái chỗ nhà giặt nó giặt ha, nó giặt xong rồi nó sẽ đi giao cho khách nó. Rồi xong cái bộ xong cái công việc là mình đi kiểm tra đồ giặt á, nó kêu là kiểm tra đồ giặt các bạn, xong rồi cái kiểm tra đồ giặt xong rồi bắt đầu là quay trở về cái kho để mà đẩy chiếc xe đó đi dọn phòng á các bạn, rồi bắt đầu gõ cửa từng phòng dọn phòng á, đó đó là cái công việc mà mỗi sáng mà cái bộ phận dọn phòng thì phải làm như vậy hết các bạn đó. Thì video đến đây là hết rồi ha, thì nếu mà các bạn có những cái ý tưởng gì đó để mình có thể làm video để mình có thể trò chuyện với các bạn thì các bạn vui lòng mình bình luận ở dưới cái video này ha, và đừng có quên là hãy bấm đăng ký cái video cái kênh YouTube của Lu ha, của Lu Vu ha, thì các bạn có thể nhấn vào ngay chỗ này, ngay cái góc này ha, là có cái hình nhỏ nhỏ của mình đó, thì các bạn nhấn vào đó thì nó sẽ hiện lên là chữ là đăng ký hoặc là subscribe ha các bạn. Subscribe tiếng Anh là subscribe và tiếng Việt có nghĩa là đăng ký kênh có nghĩa là kết bạn đó các bạn, tiếng kiểu như vậy đó. Rồi và nếu mà bạn cảm cảm thấy hay hay gì đó thì các bạn có thể bình luận và like cũng như là share cái video này ha. Ok và tạm biệt các bạn nha, và mình sẽ trở lại với những cái video tiếp theo vào mỗi ngày. Ok.
Bye, chào tạm biệt nha. Good night. See you later. And thank you so much because watch my video. Good night.